Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian gần đây, tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng đang ngày càng gia tăng. Mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như người tiêu dùng. Nhiều vụ sản xuất kinh doanh hàng nhái, hàng giả số lượng và quy mô lớn đã bị lực lượng quản lý thị trường triệt phá thành công. Mới đây, đội quản lý thị trường số 17 và đội quản lý thị trường số 11 Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa chén bát, tinh dầu thơm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Dini của Thái Lan. Cơ sở này địa chỉ tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Tại cơ sở sản xuất, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng ngàn can nước giặt loại 3,5 lít mang nhiều thương hiệu khác nhau. Cùng với đó là hàng trăm thùng hàng thành phẩm và nhiều can nhựa nhãn mác thùng cắt tông dùng để đóng thành phẩm. Ngoài ra, lực lượng liên ngành cũng thu giữ rất nhiều nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ cho quá trình sản xuất. Khai nhận với lực lượng chức năng, chủ cơ sở này cho biết xưởng sản xuất có 11 công nhân. Mỗi ngày, cơ sở sản xuất được 50 thùng, mỗi thùng 4 can. Để đấu tranh cũng như tìm ra được các cái cơ sở sản xuất giả mạo về hàng hóa như trên, thì ngoài cái việc phối hợp với cả đơn vị cục sở hữu trí tuệ, đơn vị khoa học trí tuệ ra, thì chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với cả cơ quan công an thành phố. Ngoài ra thì cũng là các cái cán bộ quản lý địa bàn trong lực lượng quản lý chờ thông tin, truyền tải thông tin để nắm bắt cũng như là định vị của cơ sở. Hàng trăm mã hàng với hàng vạn sản phẩm từ quần áo, đồ gia dụng đến mỹ phẩm được kinh doanh chủ yếu qua mạng xã hội thông qua hình thức livestream bán hàng vừa bị Tổ công tác 368 phối hợp với Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường, Đội Quản lý Thị trường số 1 và Đội Quản lý Thị trường số 14, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện và thu giữ. Qua điều tra của lực lượng chức năng, một trong những phương thức kinh doanh được cơ sở này sử dụng đó là khi qua hệ thống phần mềm mang tên T-POS, thì cả chục địa chỉ Facebook khác sẽ đồng loạt chia sẻ các livestream để chốt đơn hàng. Ghi nhận trên hệ thống bán hàng của cơ sở trên, chỉ trong có 6 tháng, có tới hơn 655.000 đơn hàng được chốt bán, tức trung bình một ngày có hơn 3.000 đơn hàng được gửi đi thông qua hệ thống chuyển phát giao hàng nhanh. Cũng là một cái mà làm cho cái công tác đấu tranh chống hàng giả và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ của lực lượng quản lý thị trường gặp rất nhiều khó khăn. Và chúng tôi cũng đã phải cử rất nhiều cán bộ trong rất nhiều thời gian vừa qua để theo dõi và nắm bắt được thông qua cái việc hoạt động kinh doanh buôn bán trên mạng online và cũng như là sự theo dõi rất là quyết liệt cùng với cả các đơn vị địa bàn để chúng tôi xác định được các cái điểm tập kết hàng hóa như thế này. Thời gian qua, các vụ vi phạm ngày càng gia tăng, hình thức vi phạm cũng ngày càng tinh vi. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh xử lý các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng quản lý thị trường đã phải nỗ lực hơn, phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm giữ cho môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng lành mạnh, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.